đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98 Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP 20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia Thông tin chi tiết là mình dưới cái video này. Thì hôm nay đây cũng có một số những cái uh, lời qua lại giữa Benjamin Cohen và Ben Armstrong của BitBoy Crypto. Thì hai người này cũng có một số những cái lời qua lại. Thì để thường tóm tắt với các bạn. Benjamin Cohen thì tiếp tục rất là bearish hiện tại, nói là hiện bây giờ đó. Ngay cả Bitcoin, Benjamin Cohen cũng chưa có chung bình giá, tại vì nghĩ là giá BTC có thể xuống thêm nữa. Lúc đó thì mới bắt đầu là mua thêm cái số lượng lớn. Nhưng mà về Allcoin uh, all coin đó thì Benjamin Cohen bây giờ là không đụng đến luôn tại vì Benjamin mình nghĩ đó là trong vòng 5 tháng tới đây đó chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm vốn hóa của BTC có thể là tăng lên rất là nhiều luôn Giống như là Benjamin Cohen nói là chúng ta hãy nhìn đi có những cái thời điểm đó chúng ta nhìn vào là tháng 1 của năm 2021 đó thì phần trăm của Bitcoin có thể lên tới là 71,89%. Chúng ta được là cách đây đó không có lâu có nghĩa là cái thời điểm hè của năm 2021 hồi tháng 7 đó thì BTC phần trăm lúc đó đó là 47,37%. Trong khi hiện bây giờ đó BTC cái phần trăm vốn hóa đó chỉ có 44% mà thôi. Thì Benjamin Cohen của Into the Cryptoverse nghĩ là Bitcoin có thể tiếp tục chiếm cái phần trăm tỷ lệ vốn hóa trên thị trường nó cao hơn liên tục trong thời gian là 5 tháng tới đây và nếu như đó là sự thật đó thì bây giờ lưu chữ altcoin không có ý nghĩa đối với Benjamin mình. tại vì bây giờ có mua nữa thì cứ mua Bitcoin sau này đổi ra altcoin sẽ có lợi hơn tại vì nếu như mà Bitcoin đó, tiếp tục chiếm cái tỷ lệ phần trăm cao hơn có nghĩa là nếu như thị trường tiếp tục đi xuống giá cả đó thì altcoin sẽ đi xuống cái phần trăm còn cao hơn Bitcoin nữa có nghĩa là Bitcoin sẽ giữ giá tốt hơn. Ngược lại nếu như thị trường nó có cái sự thay đổi tốt hơn và giá đó cho dù đi hàng ngang chứ đừng nói là tăng thì cho dù là giá tiếp tục giữ ở mức là 29 30 ngàn này trong vòng 5 tháng tới đây đó thì chúng ta vẫn có thể thấy được là Bitcoin có thể tiếp tục giữ được cái mức này nhưng mà altcoin sẽ từ từ mất đi giá trị so với lại BTC. Vì lý do đó đó thì Ben Cohen nghĩ là thời điểm này không phải là thời điểm mà nhiều người chấp nhận nguy hiểm cao cho nên Benjamin Cohen không có muốn đụng đến altcoin hiện bây giờ và liên tục nhắc nhở mọi người là nếu như các bạn nghĩ là altcoin bây giờ đang rẻ thì năm tháng sau có thể là còn rẻ hơn bây giờ rất là nhiều nữa so với lại Bitcoin. Ben Armstrong thì cũng có cái suy nghĩ tương tự nhưng mà cũng không đồng ý hoàn toàn. Ben Armstrong nói là altcoin bây giờ đó thật sự là rẻ, đúng là có thể rẻ hơn nữa nhưng mà nếu nói tới những cái đồng lớn đó như là Cardano, như là XRP như là Ethereum đó thì Ben Armstrong nghĩ là ngay cả thời điểm bây giờ đó có thể là từ từ trung bình giá vào và thu mua ở mức này vẫn là mức tốt đối với Benjamin Armstrong thì hai bên cũng có một số lời qua lại nhưng mà cuối cùng thì Bitcoin Crypto chấp nhận nếu như mà thu mua bây giờ mà giá đi xuống thêm nữa nhất là đi xuống thêm so với lại BTC đó thì Ben Armstrong vẫn sẽ tiếp tục thu mua thêm Benjamin Cohen thì bây giờ đã không muốn đụng đến chờ đợi cho BTC đã ổn định hơn rồi mới tính tiếp là có thu mua Bitcoin hay là không đó chính là cái sự tóm tắt hiện bây giờ thì cũng tương tự như là những gì được chia sẻ bởi scott miner đó chính là bây giờ đó chỉ tin tưởng về Bitcoin, Ether mà thôi chứ không có muốn đụng đến những con coin tại vì cái sự nguy hiểm rất là cao. Nhất là các bạn thấy được là sau cái sự kiện Luna đó thì rất là nhiều những nhà đầu tư lớn đã hiểu được cái sự nguy hiểm của thị trường này. Một đồng trong top 10 có thể về con số 0 nhanh như vậy khiến cho nhiều người đó thực sự là lo lắng và nhiều người bây giờ đó chỉ muốn nắm giữ những đồng lớn như là Bitcoin và Ether mà thôi, thậm chí họ cũng không có muốn nắm những đồng như là từ cái top 5 tới top 10 họ chỉ muốn lưu trữ những đồng lớn mà thôi. Scott Miner cũng không có ngoại lệ. Điều thứ nhì đó mà Scott Miner nói là chúng ta bây giờ yêu thích Bitcoin nhưng mà Bitcoin đó có thể cũng giống như là Yahoo của năm 1998. Thì Thuận đã trở về xem coi là năm 1998 á, thì những công ty công nghệ lớn, thì những công ty nào. Thì bạn điều là lúc đó, đó công ty công nghệ lớn nhất đúng là Yahoo. Cái đó là Amazon, thứ ba là eBay, thứ tư là Booking.com, thứ sáu đó là Lycos, thứ bảy đó là Excite thứ tám là Interactive Code, cái đó, đó là InfoSpace, cái đó là Broadcast.com và cuối cùng là iVillage. Thì chúng ta được là nhiều công ty bây giờ chúng ta đã không còn nhận ra nữa, thì đúng là sau cái bong bóng com đã nhiều công ty đã biến mất và một số những công ty đứng đầu đó đã, đã không còn đứng đầu nữa như là hưu nhưng mà các bạn vẫn thấy được là ngay cả cái thời điểm năm 1998 chúng ta đã có Amazon đã có eBay các bạn có thể nghĩ được cho một người nào đó mà mua những cổ phiếu này mà lưu trữ tới bây giờ vẫn có thể lời rất là nhiều. Lúc đó đã có Amazon và eBay rồi và họ vẫn sống sót cho tới bây giờ. Thì tuy là Scott Miner nói đó là Bitcoin có thể là yahoo chúng ta thật sự không biết được tương lai nhưng mà không có lý do gì mà các bạn nghĩ là không biết là sau này có công ty nào lớn mạnh hơn hay là không và không làm gì hết và không đầu tư các bạn thấy được những người mà thậm chí là các bạn bỏ một số tiền mua một phần của tất cả những công ty này thì các bạn lưu trữ tới bây giờ đó cái sự tăng trưởng của Amazon và eBay bao nhiêu năm qua vẫn lời rất là nhiều so với các bạn không làm gì hết và nếu như nói là Bitcoin là Yahoo thì thường nghĩ là cũng không có hợp lý lắm đối với thuận đó là cái phần thường không có hoàn toàn đồng ý ở đây tại vì một trong những điều mà có thể là nhiều bạn ít nghĩ đến là lịch sử của Bitcoin là đến từ đâu như bạn nghĩ là Bitcoin là cái đồng kỹ thuật số đầu tiên ra đời đó vào năm 2008 cho đến bây giờ thì đây là cái đồng đầu tiên thì có thể là công nghệ không tốt vân vân chúng ta cũng nghe nói tới rất nhiều rồi trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn đã nghe biết bao nhiêu là đồng muốn xóa ngôi BTC kết quả thì là sao tại vì giá trị của Bitcoin đó không phải là đến từ là nhanh hay là tính cái phí thấp mà giá trị của BTC đó chính là cộng đồng đứng sau lưng chính là cái sự an toàn của hệ thống Proof of Work chính là những cái mà chúng ta nói tới hàng ngày trên cái kênh này chứ không phải là chỉ riêng về tốc độ đâu rất nhiều đồng tốc độ cao hơn nhưng mà không có nghĩa là sẽ có thể xóa ngôi được BTC tại vì giá trị không chỉ nằm ở trong cái công nghệ và tốc độ các bạn có biết tại sao mà Bitcoin đó thì công nghệ đơn giản hơn những đồng kia mà vẫn đứng được thấp một bây giờ hay không tại vì cái sự đơn giản của công nghệ đó dẫn đến là mạng lưới đó nó chắc chắn hơn cái công nghệ càng phức tạp thì mạng lưới càng có nhiều lỗ hỏng đó là cái cách giải thích đơn giản nhất nhưng mà cho dù chúng ta nói tới BTC đó thì bạn thấy được là đây là một cái quá trình rất là dài Biết bao nhiêu là dự án như chúng ta nói tới là dự án Bitgo năm 1998 Các bạn thấy dự án Ego năm 1996 Rất nhiều những cái dự án đã đi trước BTC và Bitcoin đó Satoshi là người sáng tạo ra Bitcoin hay là một nhóm người nào đó chúng ta không biết Nhưng mà cho là Satoshi là người mà đưa ra cái sáng tạo Bitcoin đi Thật ra mà nói Satoshi đó là gây dựng cái lý thuyết của ông dựa trên rất là nhiều những cái dự án đã có trước đây Nhưng các Satoshi cũng không phải là tự nhiên mà có cái nghĩ này Các bạn thì Satoshi cũng dựa vào rất nhiều những cái dự án trước đây Từ năm 1974 cho tới bây giờ Rất nhiều những công nghệ, rất nhiều những thử nghiệm đã không thành công Dẫn đến sự thành công của BTC bây giờ Cho nên nếu nói là Bitcoin là cái Yahoo của năm 1998 thì cũng không có hoàn toàn đúng với thần đầu Bitcoin đã trải qua nhiều giai đoạn rồi cho đến bây giờ cho nên mới giữ vững được 13 năm qua đó là suy nghĩ của thuận mà thôi và nhiều người bây giờ cũng chọc về Guggenheim Scott Miner tại vì các bạn cũng đã nhớ đây là một tên cũng khá là quen thuộc và ông ta cũng thường hay chia sẻ nhiều nhận định đó. trong thời gian ngắn đã hoàn toàn không đúng rồi cho nên nhiều người cho những lập luận của Scott Miner cũng không đáng tin cậy đâu Giống như chúng ta thấy được đây đó là cái thời điểm tháng 2 năm 2021. Lúc đó, đó Scott Miner lên TV nói là BTC đó sẽ trong thời gian tới đây đó có thể lên tới từ 400 000 cho đến 600 000 Nhưng mà ngay sau đó, đó thì Scott Miner nói là lúc mà giá BTC bắt đầu là có cái sự đi xuống đó hồi tháng 7 năm 2022 lúc mà rớt lần đầu tiên từ 63 000 đó xuống còn 29.000 thì lúc đó Scott Mayer lên TV và nói gì? Scott bạn nói là không, Bitcoin sẽ tiếp tục rớt xuống còn 15.000 trong khi mà cách đó không lâu Scott Mayer nói là Bitcoin sẽ lên tới 400 đến 600 ngàn Kế đó nữa chúng ta cũng thấy được là cũng là thời điểm là tháng 2 mới đây đó Scott Mayer nói là sẽ lên tới 600 ngàn năm ngoái nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được là mới đây thì Scott Mayer nói là Bitcoin sẽ xuống 8.000 đô xuống thêm 70% nữa các bạn đã nhớ sau khi mà Scott May này nói Bitcoin xuống 15.000 đô tháng 7 của năm ngoái đó, các bạn đã nhớ sau đó thì ra sao? Sau đó thì giá BTC đi ngược trở lên và đạt đỉnh mới ở mức là 69.000 đô tháng 11 của năm 2021. Cho nên ông ta nói xuống 15.000, Bitcoin đã đạt cái đỉnh mới. Lần này ông ta nói được là sẽ xuống thêm 7% nữa, 8.000 đô. Thì người cho là Bitcoin đã có thể là làm ngược lại. Những nhận định của Scott Miner thường hay sai Một cái nhận định khác nữa đó chính là ngày 2 tây tháng 5 thì Scott Miner nói gì Scott Miner nói đó lúc đó là giá của những cái công ty công nghệ đã bắt đầu là có cái sự đi xuống Thì Scott Miner nói là bây giờ à, chúng ta có thể là mua những cái công ty công nghệ tài chính Những cái công ty xây dựng tại vì sẽ có cái đợt tăng trưởng của cổ phiếu Đó chính là ngày 2 tây tháng 5 sau đó thì các bạn thấy được là ngày 18 tháng 5 đó, có nghĩa là sau đó 2 tuần thì Scott Miner nói là không bây giờ đó thì những công ty ở trong chỉ số Nasdaq S&P có sẽ xuống thêm 75% hay là 45% nữa. Trong thì hai tuần thôi đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn rồi. Trong khi hai tuần trước đó nói là cũng là lúc tốt để mà thu mua. Hai tuần sau thì nói là sẽ xuống thêm 75% nữa. Chúng ta thấy được là cũng tương tự. Chúng ta đã thấy được đây là cái tài liệu hồi tháng 3 đó, đầu tháng 3 của năm 2021 thì Scott Miner cũng nói không muốn nghĩ là phần trăm lãi suất của Fed sẽ tăng và thậm chí đó, Scott này còn nói là có khả năng là phần trăm lãi suất của Hoa Kỳ còn đi vào lãi suất âm nữa và các bạn cũng đã thấy được là ngày 4 tháng 5 mới đây thì Scott Mayer nói là bây giờ coi như là cái đợt bull market của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đó đã chấm dứt rồi tại vì lãi suất sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng thì thường chia sẻ những cái thông tin này với các bạn đó thì đương nhiên là những cái nhận định thì cũng có cái đúng cũng có cái sai nhưng mà cái tôi nói đây ra thật sự mà nói là tất cả những nhận định chỉ là suy nghĩ cá nhân mà thôi không ai biết được tương lai đâu Scott Miner cũng như vậy có thể là nhiều người đó thì nhìn vào cái sự lớn mạnh của công ty Guggenheim và nhiều người cho lời nói của Scott Miner đó là có trọng lượng nhưng mà thật ra các bạn thấy là trong lịch sự cũng cho thấy được Scott Miner cũng như là mọi người chỉ là dựa vào những cái dữ liệu có hiện tại để mà đưa ra nhận định mà thôi và nhận định có đúng có sai chứ không phải là chúng ta nghe Scott mà nói là nhiều và bây giờ lại lo sợ là Bitcoin sẽ xuống tới 8.000 đô chúng ta bây giờ nhìn vào một số những cái tài liệu khác nữa được chia sẻ đó cũng khá là thú vị ngày hôm nay đó chính là bây giờ cho dù là nhiều người đang có cái sự lo sợ nhưng mà các bạn thấy được đó là một trong những cái thống kê rất thú vị đó chính là chúng ta nhìn vào những năm mà giá BDC xuống mạnh đi giống như là năm 2015 đó thì cây đỉnh tới đáy của BTC là xuống tới 90%. Năm 2019 á, nghĩa là mùa đông của thời điểm đó đó thì từ đỉnh tới đáy xuống tới 80% vẫn thấp hơn năm 2015. Sau đó năm 2020 đó lúc mà dịch bệnh xảy ra thì từ đỉnh đến đáy thời điểm đó trước khi mà chúng ta có cái đỉnh mới đó là xuống khoảng chừng là 70%. Bây giờ ra năm 2022 thì từ cái đỉnh tới đáy tới bây giờ đó là chúng ta có BTC xuống khoảng là 60% thì một trong những cái xu hướng mà người này muốn chia sẻ trên Twitter đó là chúng ta có thể thấy được là thị trường này đó ngày càng lớn mạnh hơn thì cái phần trăm đi xuống đó chúng ta sẽ không có khả năng là thấy giống như là những đợt trước đó nữa giống như chúng ta thấy được là mỗi một thời gian trôi qua đó thì cái phần trăm thì đến đấy nó sẽ nhỏ hơn thì có khả năng là chúng ta có thể thấy được là cái giá nó sẽ không có xuống sâu hơn 25.000 đô là mấy đâu tại vì lúc đó là khoảng 60 so với lại năm 2020 là 70 phần trăm thì mức này đó cũng đã gần như tương đương với mức đó rồi hy vọng đây là sự thật mà thường muốn chia sẻ với, với các bạn dựa theo lịch sử mà thôi một số bạn thường nói là hiện bây giờ thì cái phần trăm Bitcoin đang có lời là bao nhiêu thật sự rất là thấp các bạn đã thấy được là chúng ta có thể thấy được là phần trăm Bitcoin đang có lời bây giờ dựa theo Classno chỉ có 54,2% mà thôi. Đây là phần trăm rất là thấp và chúng ta vẫn đang tiếp tục cái xu hướng đi xuống đi vào cái dùng màu xanh lá cây này. Đây là một dùng mà rất hiếm khi thấy, các bạn thấy được lần cuối cùng chúng ta thấy đó là thời điểm hồi tháng 3 năm 2020. Chứ đó nữa đó là thời điểm hồi tháng 12 của năm 2018 Trước đó nữa là chúng ta thấy được là thời điểm của năm 2015 thì những cái lúc mà cái đường màu cam này đi vào dù màu xanh lá cây đó là những cái lúc mà chúng ta có thể thấy được là chúng ta đã gần chạm đáy rồi. Rất là nhiều Bitcoin đang bị lỗ hiện tại nhưng mà chúng ta vẫn chưa. Các bạn thì được vẫn cách một khoảng à, cách bây giờ. Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin này với các bạn tại vì nhiều bạn cũng hay hỏi thuận về tài liệu này. Một cái tài liệu khác nữa đó, cũng là tài liệu on-chain được chia sẻ bởi on-chain College cho dù là nhiều người có sự lo sợ bây giờ các bạn thấy được là ít ra chúng ta cũng có thể thấy là những người mà lưu trữ Bitcoin hơn một năm đó chúng ta vẫn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ Bitcoin hơn một năm mà không di chuyển nó vẫn đang ở mức cao nhưng cái HODL thì vẫn tiếp tục là HODL chúng ta cũng có thể nhìn vào tài liệu on chain của crypto khoa nên nhiều bạn hỏi thường là hôm qua sẽ không thấy thường chia sẻ thì tại vì gần đây đó, tài liệu on chain của crypto khoa cũng rất là im lặng các bạn thấy được đây là tài liệu bitcoin nạp vào rút ra đó thì khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là trong vòng 3 ngày qua đó thì cũng không có gì gọi là đặc biệt hết Những cái thanh này đó nó rất là thu nhỏ lại có nghĩa là những hoạt động on-chain nó đã chậm lại rồi Cái số lượng mà nạp vào rút ra nó cũng không có gì gọi là đặc biệt Còn một số những tài liệu khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn thì có thể chúng ta chia sẻ nhanh hơn rồi có một số tài liệu liên quan tới The Luna tôi muốn cập nhật với các bạn. Nhiều bạn sẽ cảm thấy đã chán nghe về thông tin liên quan tới Luna rồi nhưng mà thật ra đây là thông tin rất là nóng và nhiều bạn cũng đang chờ đợi thêm tài liệu cho nên tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm. Nhưng mà trước hết á thì các bạn có thể thấy được là công ty Tether đã đưa ra cái thông báo đó là tổng cộng trong thời gian 2 tuần thôi đã có 10 tỷ đô la rời khỏi Tether rồi và cho tới ngày hôm nay đó những cái số lượng tiền mà rút khỏi Tether họ đều hoàn trả lại cái số tiền đó một cách nhanh chóng có nghĩa là ít ra đây thì Tether vẫn có 10 tỷ đô la để mà đưa con số thực sự là không có nhỏ các bạn thấy được là trong thời gian ngắn thôi chúng ta thấy được là từ thời điểm là ngày 11 tây tháng 5 đó lúc đó là có 83,1 tỷ đô la Tether cho tới ngày hôm nay các bạn thấy được là cái số lượng rút ra khỏi Tether đó là bây giờ còn lại 73,2 tỷ đô la thì như bạn nói là một số uh, lượng tiền rút qua khỏi Tether nhưng mà đi vào những đồng ổn định khác có cái độ tin tưởng cao hơn như USDC hay là BUSD uh, thì cũng có. Nhưng mà các bạn thấy được là ít ra thì chúng ta thấy cho tới ngày hôm nay đó cái sự mà làm cho nhiều người cũng bất ngờ đó chính là Tether có một số lượng lớn rút ra như vậy mà họ vẫn trả được. Họ có cái số lượng là 80 mấy tỷ như là họ nói hay là không thì không biết nhưng mà ít ra 10 tỷ thì họ có tới ngày hôm nay họ vẫn trả được con số này kế tiếp đó thì chúng ta có một cái tài liệu như bạn hỏi thường là có phải là Andrew Conje trở lại với lại Phantom hay là không tại vì gần đây đó có một số những tin đồn dẫn đến là các bạn thấy được là Phantom cũng có một cái sự tăng trưởng một chút từ mức đó là ngày 19 tây tháng 5 các bạn thấy được là từ 31 cent tăng cho tới bây giờ là 44 cent thì nhiều người thấy được là phantom trong dòng một tuần đã tăng 32% thì có phải là andrew conge để trở lại hay không đây là một chuyên gia lập trình rất là nổi tiếng thì một số người thấy được là ở trong cái GitHub thấp của phantom thì có cái sự hiện diện của andrew conge và chúng ta cũng thấy có một số những tài liệu như là người này chia sẻ đó là đã có 70 triệu đồng Phantom tầm ATM đó đã di chuyển từ Binance vào trong ví của Andrew Conchie thì có phải là Andrew Conchie đã trở lại và sẽ tiếp tục cống hiến cho Phantom hay không chúng ta thực sự vẫn chưa biết hiện bây giờ chúng ta đã thấy được là Phantom là một trong những dự án mà cũng đã xuống rất là nhiều rồi trong vòng một tháng đã xuống à, tổng cộng là 59,5% và chúng ta cũng đã biết là Phantom đó thì có một đồng ổn định đó chính là đồng FUSD và đồng ổn định này chúng ta ta cũng thấy được cũng không giữ được một đô la bây giờ mức là 70 cent mà thôi thì nhưng mà cho là Andrew John đã trở lại để mà hỗ trợ một số những cái update để mà hỗ trợ đồng FUSD này đây là một đồng ổn định thì chúng ta ngay cả cái trang web chính thức của FUSD cũng nói được là đồng FUSD này sẽ được ở mức là 1 trên 1 một đồng FUSD cho một đô la bây giờ các bạn thấy được là không phải chỉ có ở mức là 70 cent mà thôi nhưng mà thường thì không có sử dụng đồng này mà cũng không theo dõi nhiều nhưng mà nhìn sơ qua lịch sử đó thì cho thấy được là trong lịch sử của đồng này từ cái lúc là ngày 2 tây tháng 1 năm 2022 đó thì trên căn bản không có thời điểm nào mà cái đồng này giữ được mức là một đô la hết các bạn thấy được là cao nhất là 93 cent mà thôi và câu trả lời là có phải entry trở lại không thì chúng ta chưa có biết chưa có thông tin nào chính thức hiện bây giờ Tại vì không biết là nhiều bạn là fan của Phantom cho nên tôi muốn chia sẻ thông tin này. Chúng ta bây giờ là hãy nói tới một thông tin khác nữa đó chính là cái thông tin liên quan tới GameStop NFT thì chúng ta thấy được là công ty GameStop đó thì họ đã đưa ra một cái ví về cái ví này các bạn có thể là lưu trữ NFT và những cái token ERC20 của Ethereum và đây là một cái ví mà các bạn có thể là tự lưu trữ khóa cá nhân thì cũng là một bước tiến tới các bạn thấy được là GameStop bây giờ đã hầu như đã tiến sâu hơn vào thị trường crypto rồi cũng giống như là những cái công ty khác họ bây giờ đã có cái ví riêng của họ cho thấy được là nhu cầu sở hữu NFT rất là cao cho nên những công ty vẫn tiếp tục tiến tới cũng giống như là công ty Robinhood cũng đã có cái ví riêng Tại bây giờ nhiều người đó đã hiểu hơn mà họ không muốn lưu trữ NFT hay là lưu trữ đồng của mình trên sàn nữa Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một số những cái tài liệu liên quan đến uh, The Luna thì chúng ta cũng đã thấy đó là Cộng đồng thì có rất nhiều người lên tiếng nói là Muốn đốt đi cái đồng Luna trong tay của mình Để cho hỗ trợ giá cả Thì uh, Do đó là một người mà không thích cái ý nghĩa này DoCon cũng đã từng nói là Đốt đồng Luna thì chẳng gì là đốt tiền Nhưng mà cái áp lực tới cộng đồng Thì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy là Hai ngày trước đó Thì DoCon cũng đã chia sẻ cái địa chỉ ví Bernard Những ai mà muốn tự đốt đồng Luna của mình đó, Thì có thể gọi đến cái đó Và DoCon đó các bạn được là nhiều người tuy là con số đốt không có nhiều nhưng mà ít ra cũng có cái sự hỗ trợ đó với cộng đồng Cũng có cái lòng là muốn hỗ trợ giá cả cho nên tự đốt đi đồng Luna của mình để cho hỗ trợ những đồng còn lại Nhưng mà Dogecoin thì lại nói là à, không có ủng hộ cái việc này Ai muốn đốt thì đốt nhưng mà đốt cũng không có tác dụng gì đâu Đó là cái sự chia sẻ của Dogecoin Tôi nghĩ là không nói gì là tốt hơn nhưng mà Dogecoin thì giống như là nói là những người đốt là những người mà không có được thông minh gì đó Tại vì đốt đi cũng không có tác dụng gì ngoại trừ là mất đi token của mình Một tài liệu khác nữa đó Tài liệu này được chia sẻ bởi Watch.Guru Tôi cũng chưa biết được cái sự chính xác là bao nhiêu Thì dựa theo tài liệu này ra Thì cảnh sát ở Seoul, Hàn Quốc đó, Đã đóng băng Tài sản của Luna Foundation guy hiện bây giờ, lý do tại sao chúng ta vẫn chưa có rõ Hiện tại, tại vì chúng ta Cũng đã nhớ đó, là con lên tiếng là Hiện bây giờ đó, thì cái công ty Hàn Quốc đó, không có nợ Tiền của thuế của Hàn Quốc cho nên không có lý do gì mà bị đóng băng nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy thông tin này không biết là thật hay giả nhưng mà nào biết thông tin thì hãy chia sẻ và chúng ta cũng thấy được là cái đợt bỏ phiếu hiện bây giờ đó cũng đã còn một ngày nơi kết thúc dựa theo tài liệu này và chúng ta thì là vẫn nghiêng về yes như là sẽ có một cái half fork ra đồng luna và đồng luna classic nhưng mà cái điều thú vị ở đây đó là các bạn thấy là cái cuộc bỏ phiếu này đó đang diễn ra nhưng mà cái đề xuất của Docon đã thay đổi Các bạn thì cứ để chữ amended như là đã thay đổi và cũng thay đổi một số những tài liệu Thật ra đó, cái đề xuất này đó thường thường em thấy là thay đổi hoài và nó không có đơn giản, rất là phức tạp tôi sẽ không có chia sẻ chi tiết với các bạn Chỉ có một điều là nếu như mà đang được bỏ phiếu á, mà đi thay đổi cái đề xuất Thì tôi nghĩ là nên bỏ phiếu lại đối với thằng như vậy thôi đương nhiên không phải là một người mà lưu chữ Luna cho nên thường chỉ chia sẻ ý cá nhân mà thôi Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Tại vì đang bỏ phiếu và chúng ta thấy được chỉ có một ngày thôi nhưng mà lại thay đổi cái đề xuất như thế này nhưng mà cái phần thay đổi cũng không có gì gọi là quá lớn nào nhưng mà đối với thuận thì nếu như mà nói là bỏ phiếu thì phải bỏ phiếu lại chứ không thể nào thay đổi đề xuất trong lúc mà đang bỏ phiếu như vậy một điều nữa đó cũng làm cho nhiều người khá là khó hiểu các bạn đã nhớ đó là Dogecoin thì nói là ha fork ra một đồng mới đó chính là đồng Luna đồng cũ gọi là Luna Classic nhưng mà Luna Foundation ấy, cái uh, Tel Luna the Money Twitter đó thì lại nói một điều khác nói là cái đề xuất 1623 đó đề xuất mà đang được bỏ phiếu hiện bây giờ 1623 này cái đề xuất này đó là không phải là đề xuất Harford cho nên mọi người đừng gọi là Harford nữa à, tại vì Harford đó là cái sự tách chuỗi giữa một chuỗi thành hai chuỗi và trong cái điểm mà tách chuỗi đó đó ngay cái thời điểm đó thì hai chuỗi sẽ giống nhau y chang luôn có cùng một loại tài sản và có cùng địa chỉ ví khoa cá nhân vân vân thì đó mới là hai phố giống như là chúng ta thấy cái sự kiện xảy ra đối với lại premium và team classic hay là bitcoin và bitcoin cash hồi xưa đó thì đội của theo nói đây không phải là một cái hai phố mà đây là một cái chuỗi hoàn toàn mới cho nên đừng có gọi là hai phố nữa tại vì sau khi mà có cái chuỗi này rồi đó sẽ quy tách ra đây là một chuỗi mới sẽ hoàn toàn có một lịch sử hoàn toàn khác không có còn những cái giao dịch cũ của cái lịch sử của cái chuỗi luna cũ nữa nhưng mà các bạn thấy họ không muốn người ta gọi là Harford Nhưng mà ngay chính bản thân của Dokwon gọi là Harford Cho nên điều này là một điều làm cho nhiều người khó hiểu Tôi cảm thấy cũng có nhiều cái sự cố vẫn đang diễn ra hiện bây giờ Cái chuyện giữa Luna thì thực sự là chuyện nhiều tập Thường sẽ cập nhật thêm với các bạn Và đây là những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn đầu tuần ngày hôm nay và một lần nữa đó Thuận muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NFX, sàn Asaniax và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lại. và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn